là rất là tỉnh. Vừa nãy con đi thi mà em mồm rất là tiện, việc chính ngay. Chào mọi người. Thấy cái độ thơm nó lại giảm đi đúng không anh? Không, nếu mà phải nói là nhìn anh này tập thịt lợn này công nhận là mát mát đấy. Mát mát. Cao thủ.